Rồi tối thoại của chúng ta đã có hai ý tưởng ban đầu, đó là quái ra rất là nhiều và chúng ta phải sống sót lâu nhất có thể. Ý tưởng tiếp theo mình muốn thử đó là cho leo tháp. Đấy. Lý do mình chọn ý tưởng này là vì sao? Chúng ta đã có một cơ chế nhảy đôi như thế này, thì cơ chế nhảy đôi này sẽ hiệu quả và sẽ vui nếu chúng ta có tháp. Đấy, các bạn thấy không? À, ban đầu thì mình sẽ có 4 tháp thôi, sau này có lên tháp nữa hay không thì mình chưa biết, nhưng ban đầu sẽ định như vậy. Và chúng ta có thể di chuyển dễ dàng giữa các tháp với nhau. Đấy, đó là tạo một lợi thế. Và mình đang muốn làm một cái kỹ năng, rất muốn làm một kỹ năng, đó là nếu như mà chúng ta có nhân vật cận chiến, thì khi nhân vật cận chiến ở trên cao thì nhân vật đấy sẽ có một cú jump nhảy xuống, slam dunk xuống đất tạo đam, thì mình nghĩ là mình sẽ rất là thích hiệu ứng như vậy. Đấy có một phần làm nhiều game vui đúng không? Dù khi mà quái chuyển từ trái sang phải, nó phá hủy bức tượng này, thì bức tượng này sẽ biến thành cái cổng đi vào và cổng đi ra sẽ xuất hiện ở đây, và quái sẽ tiếp tục đi tiếp từ bên này và cứ như vậy để lên tầng trên. Như các bạn sẽ tưởng tượng được đến một lúc nào đó số lượng quái ở đây sẽ là chật kín cái tầng này, và nếu một nhân vật có kỹ năng slam dunk như vậy, tức là nhảy trên mà dội xuống như này, thì sẽ rất là thú vị, lượng quái giết sẽ rất là nhiều. Đấy thì đó là cái mình đang muốn nhắm hướng tới. Thì chúng ta làm việc đó như thế nào? Thì thực sự là mình cũng không có code, mình cũng chưa có code nhiều như mình nói đâu, đó chỉ là ý tưởng ban đầu thôi. Còn code mới thì có những gì mới? Thứ nhất là cái pho tượng này, các bạn nhớ là chúng ta đã có thể hồi máu cho nó và nâng cấp cho nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có cơ chế tăng máu theo level. Đấy, ở đây các bạn nhìn nhé, thì mình sẽ giải thích như sau. Khi mà tăng level chỗ này thì máu chỗ này cũng đồng thời phải tăng theo. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem nhé, mình đã code rồi. Rồi đây, giả dụ như bây giờ chúng ta xem là bao nhiêu tiền nhé. Tắt cái này đi. Score đây nó đang có 6 đúng không? Mình cho nó thêm nhiều tiền một tí để mình thử tính năng. Đây các bạn thấy nhé. Đầu tiên là chúng ta chỉ có pho tượng chỉ có 2 máu thôi. Thì mình sẽ cho nó nâng lên, mình sẽ nâng level lên cho nó. Đó, đã mất rồi. Pho tượng đây chúng ta đúng không? Level 0 nha. Bắn con sò nhìn nó trước mắt quá. Rồi, một cái đấy, lên level 1 thì sẽ là 10 máu, level 2 thì là 20 máu. Thì nó sẽ nâng như vậy. Đấy. Và số tiền mà bỏ ra để nâng cũng sẽ khá là cao, cũng sẽ nhân, các bạn cũng nhớ rồi đúng không? Cấp số nhân này. Level 11 có nghĩa là chúng ta cần 110, còn 110 vàng để mà nâng cấp. Hiện tại chúng ta đang có như thế này. Mình sẽ nâng được tiếp đúng không? Bắn cái con sau này ra. Đấy. Đấy sẽ nâng được tiếp này, các bạn thấy không? Chúng ta nâng được rất nhiều và các bạn nhìn tiền cũng sẽ giảm theo lần chúng ta nâng. Đấy. Thì càng nâng càng cao máu càng nhiều nhưng sẽ tốn nhiều tiền để nâng. Và các bạn thấy mình cũng có clone ra 4 bức tượng khác đúng không? Và 4 bức tượng này khi clone ra ấy, nó cũng hoạt động bình thường như bức pho tượng này, không có gì khác biệt cả. Đây là level 0 đúng không? Mình sẽ bấm F nâng lên. Đấy. Vẫn nâng bình thường. Và thêm một cái mình muốn cho các bạn xem, đó là cái mà chúng ta làm được, đó là cái play về input. Đây. Đầu tiên nhá, nó không có tương tác được với pho tượng. Bây giờ mình đi vào pho tượng 1 thì nó sẽ là pho tượng tương tác được với pho tượng số 1. Khi mình nhảy lên trên thì nó sẽ là tương tác với pho tượng số 2. Đây các bạn thấy không? Như có một cái bug gì đấy mình vừa thấy. Đây, có một cái bug gì đấy. À đây đấy, có một cái bug nhỏ đúng không? Nên khi bạn nhảy như vậy, các bạn nhảy như vậy thì không tương tác được, bạn đi ra đi vào. Thì bug này cũng không phải là bug lớn nhưng mà đại khái là mình sẽ tìm cách sửa sau. Nhưng mà bạn thấy là cái liên kết này nó là liên kết động như mình nói ở clip trước. Đấy các bạn thấy không? Rồi. Sẵn thì nói về input thì mình muốn nói thêm một cái nữa, đó là cái việc này. Các bạn nhớ từ lúc những đầu clip nhé, những đầu ở đầu clip khi chúng ta làm cái việc di chuyển á, thì chúng ta có cái chỗ này. Đây là cái hàm di chuyển đúng không? Và hàm di chuyển này nó nhận input ngay chỗ này luôn. Đây là cái mà mình muốn các bạn tránh. Đấy. Khi các bạn đang làm prototype thì các bạn có để là sao cũng được, nhưng mà khi các bạn đã có một cái kế hoạch là chuyển tất cả những cái input này về một nơi thì các bạn nên thực hiện sớm nhất có thể. Như ở đây mình đã bỏ cái cơ chế lấy input của bàn phím ngay tại chỗ này mà mình chuyển sang đây. Đây mình sang đây nhé, mình sẽ lấy một gọi thêm một hàm nữa là movement. Hàm này sẽ có nhiệm vụ nhận cái input của nó, get input axis đây, và truyền về cho player movement. Cái player movement này cách truyền như thế nào các bạn nhìn cũng biết đúng không? Đầu tiên là chúng ta có singleton player manager, và trong player manager nó có một liên kết tới movement. Chúng ta sẽ sử dụng cái liên kết đấy để lấy ra cái player movement của nhân vật, và chúng ta sẽ gắn biến ngay chỗ này. Đấy thì bốn cái dòng code này nó tương đương với dòng code này, ba dòng code này ở đây, chỉ là nằm ở chỗ khác, chúng ta dễ quản lý hơn thôi. Nên là các bạn lưu ý khi mà chúng ta quản lý cái việc lấy điều kiện của nhân vật, các bạn thấy không? Nhưng ta tiếp tục làm như vậy thì tất cả những cái hàm input này sẽ nằm ở một nơi và chúng ta sẽ dễ xử lý hơn khi chúng ta làm đa nền tảng. Rồi, xem chúng ta có gì tiếp theo nhé.
Đúng rồi, mình sẽ nói về cái hàm tăng máu khi mà nhân vật chúng ta khi mà pho tượng ta lên level nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem trong cái hàm lên level này. Rồi, ở clip trước chúng ta không có hàm up này ở trong cái pho tượng, mà cái hàm up này nó chỉ có ở trong đây thôi, đúng không? Và cái mong muốn của chúng ta là gì? Mong muốn của chúng ta là khi mà chúng ta lên level, đồng thời chúng ta sẽ nâng máu của pho tượng. Thì các bạn phải nhìn là trong tình huống này nhé, cái hành động lên level ấy nó không có nhu cầu thay đổi gì cả, nó không có nhu cầu thay đổi hành vi gì cả, nó chỉ cần y như cũ, và sau đó thì nó thêm một hành động khác. Vậy thì chúng ta sẽ làm việc đó như thế nào trong lập trình, cụ thể là làm cái việc đó như thế nào trong lập trình hướng đối tượng. Thì ở đây nhé, các bạn nhớ nhé, level pho tượng thừa kế từ level đây đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta override lại đây, chúng ta override lại hàm up, thì chúng ta thực hiện một lệnh gọi là bay up. Thì lệnh này nói cho cái UT biết rằng là chúng ta muốn thực hiện cái lệnh up của thằng cha trước. Bay có nghĩa là cái nền tảng đúng không? Cha trước, thì thằng này khi bạn cần click vào đây và sẽ thấy là nó đi thẳng về hàm up này, có nghĩa rằng là chúng ta đang muốn thực hiện tất cả những gì trong đây, cứ thực hiện hết đi đã, sau đó rồi tiếp theo làm cái việc mới như thế này đấy. Thì khi mà các bạn có một cái nhu cầu như thế này là thực hiện hành vi của thằng cha, sau đó rồi ta thực hiện hành vi của thằng con, mà hành vi của thằng cha không cần thay đổi gì cả, thì các bạn cứ gọi bay up này là xong cho nó nhanh. Và các bạn cũng không nên copy kiểu này nhé. Sẽ có một cách khác tương tự, đó là các bạn copy như thế này. Đây các bạn copy cái tất cả dòng code của thằng cha bỏ vào đây, và các bạn không dùng hàm up này, thì về hiệu quả nó cũng như nhau, nhưng mà các bạn sẽ vướng một cái lỗi, hay vướng một cái gọi là don't repeat yourself. Bạn đang repeat yourself chỗ này, đúng cái này hàm cha y chang và cũng không cần thiết đấy. Và khi mà các bạn làm như vậy này, sau này khi mà các bạn thay đổi hành vi của cái up ấy, mà các bạn muốn cái hành vi mới đấy được áp dụng cho tất cả thằng con, thì tất cả thằng nào gọi cho bay chỗ này đều sẽ có được cái hành vi đấy, mà các bạn không phải đi sửa nhiều nơi. Rồi sau khi mà hành vi của thằng cha xong, thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán xem là cái lượng máu mới là bao nhiêu. Ở đây mình chỉ dùng, mình cũng làm tạm là cứ mỗi level là 10 máu đấy, cứ nhân lên, cứ level một level nhân với level cost. Thì level cost là chúng ta đặt là 10 đúng không? Đây chúng ta đặt là 10 mặc định chỗ này, cái tạm như vậy. Rồi, các bạn có thể override cái level cost lại là ví dụ như mà ở đây mặc định là 10, thì bạn có thể là bảo là ừ bức tượng mặc định không phải là 10, bức tượng là khác, thì các bạn cứ thay số khác vào cũng không sao cả. Thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số max HP mới, và chúng ta sẽ set vào cho hai cái này. Đây nhá, chúng ta vẫn sử dụng cái liên kết, chúng sử dụng liên kết từ status controller dam receive, và chúng ta set. Và hàm set này cũng đơn giản thôi, nó sẽ nhận sẽ biến vào và nó set mới vào đây, tương tự với hàm HP. Lưu ý chúng ta phải set cả hai cái nhé, set cả max HP và cả HP hiện tại. Đấy, hai hàm này mình mới viết này. Thì sẽ có tình huống là các bạn không muốn set cái loại HP, là bạn muốn chỉ muốn tăng max HP thôi, còn max HP này, cái HP bình thường này, cái current HP này các bạn không muốn tăng, thì các bạn không gọi hàm này. Nhưng ở trong design này thì mình muốn là khi tăng lên là full máu luôn đấy. Thì đấy chỉ là những thay đổi nhỏ ở trong clip này đấy, theo hướng leo tháp, và có bốn bức tượng, một bức tượng đều hoạt động ổn, và chúng ta có một cơ chế nâng level cũng ổn rồi. Thì clip tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái cổng để cho khi mà, tức là khi mà cái pho tượng này hết máu này, thì nó sẽ biến thành cái cổng, và nhân vật và những con sau sẽ đi vào cổng đấy lên trên đây. Đấy, chúng ta sẽ làm thực hiện ở clip sau nhé. Bây giờ chào các bạn.